Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Thị trường hàng hóa đồng loạt giảm điểm phiên hôm qua, thông tin theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Nhóm nông sản giảm chủ yếu do hai nguyên nhân: tình hình thời tiết các vùng gieo trồng của Mỹ có mưa thuận lợi tuần này và cuộc đàm phán Mỹ-Trung có dấu hiệu không khả quan khi Tổng thống Trump đăng dòng Twitter chỉ trích Trung Quốc không tăng lượng nhập khẩu nông sản Mỹ như đã hứa trong đàm phán trước. Nhóm công nghiệp nặng và kim loại đều giảm do tín hiệu tiêu cực từ đàm phán Mỹ-Trung và các số liệu gần đây khiến thị trường lo ngại về việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chững lại, nhu cầu các nguyên liệu cho ngành công nghiệp theo đó sẽ giảm sút.